Hello các bạn, Sài Gòn cuối tuần các bạn ơi. Hiện tại thì rất là đông đúc. Giờ thì theo mình cảm nhận thì nó đã bình thường rồi các bạn. Bình thường luôn chứ không phải là bình thường mới nữa. Thì giờ cái khoảng cách rồi này kia nó đã hết rồi. Giờ chỉ còn cái mới nữa là ra đường là mọi người hãy đeo khẩu trang thôi. Đây, hôm nay sẽ dẫn các bạn đi khám phá một địa điểm cổ xưa nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn. Cuối tuần đông đúc. Hello các bạn, thì hiện tại là mình đang có mặt tại Sài Gòn và nơi mình đang đứng ở đây là ngã tư Đồng Khởi và Ngô Đức Kế. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá một quán cà phê quen phong cách là hồi cổ của Sài Gòn xưa. Đây các bạn, giờ các bạn đi theo chân mình nhé, khám phá quán cà phê Khu Mua Sài Gòn. Đây là lối vào quán cà phê Khu Mua Sài Gòn. Lối lên lầu 1. Đây các bạn thấy đập vào mắt các bạn là những hình ảnh những cô gái Sài Gòn xưa. Quán cà phê Khu Mua Sài Gòn nó có hai cái lối đi nha các bạn, một lối mặt trước nữa nhưng mình không biết nên mình đi mặt sau. Và nơi đây là nó có tới hai quán cà phê Khu Mua Sài Gòn, thì một quán các bạn đang thấy là đang nằm ở tầng 1 và còn một quán nữa là nó nằm ở phía trên tầng 5 nha các bạn. Lần đầu đi quán cà phê Khu Mua có thang máy nhưng mà không đi đi trong bộ các bạn. Đây, đi lên. Gần tới rồi. Đây các bạn, đây chính là không gian của quán cà phê Khu Mua Sài Gòn đây. Tọa lạc trên tầng cao nhất của một tòa nhà hiện đại giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng cái quán Khu Mua Sài Gòn lại theo đuổi phong cách nhẹ nhàng của thập niên 80 với cái vẻ đẹp dịu dàng mang đậm chất hoài cổ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân cũng như du khách trên khắp mọi miền Tổ quốc. Khác hẳn với phố xá Sài Gòn đông đúc nhộn nhịp ngoài kia thì khi bước vào quán, các bạn như lạc vào một thế giới khác, yên tĩnh và thoáng đãng hơn, một nơi trốn để các bạn dừng chân và trốn tránh cái nóng mùa hè oi ả. Bạn sẽ được tận hưởng không gian hồi niệm trong cái ánh đèn vàng ấm cúng và giai điệu bossa nova du dương. Không gian được thiết kế theo phong cách mộc mạc, đậm chất xưa, khơi lại hình ảnh đẹp đẽ bình dị một thời của Sài Gòn trước kia. Khi vừa bắt đầu vào hoạt động thì quán đã gây được sự chú ý lớn, đặc biệt trong bộ phận những người trẻ thích sống chậm và yêu thích trải nghiệm văn hóa. Trên một trà đào xả đi. Không em. Mười năm nghìn. À đây có em. Cái này là mình hoạt động được bao nhiêu năm rồi em ạ? Dạ, 4-5 năm rồi. À, 4-5 năm. Đây các bạn, menu của quán.
Còn đây là cái loại bánh nha các bạn, loại bánh mình gọi tên. Này trên lầu nắng không em? À, thì cho anh lên trên đi nha. Cái này tí nữa nước là có người đem lên nha đúng không em? Rồi. Lên lầu đó các bạn ơi. Đây là không gian nằm phía bên trên quán cà phê Cuba Sài Gòn các bạn. Nhìn nó rất là ấm cúng, mộc mạc và giản dị. Thì ngồi trên đây thì các bạn có thể nhìn thấy cái view sông Bạch Đằng luôn các bạn. Đây các bạn, đây là phía trên quán cà phê Cuba Sài Gòn. View mình đang đứng đây là view mặt sông nha các bạn. Đó các bạn, thì ấn tượng nhất khi đến quán Cuba Sài Gòn chính là view ngắm nhìn sông Sài Gòn trên cao thật là đẹp. Và mỗi khoảng thời gian trong ngày thì view sông sẽ có những cái nét độc đáo hấp dẫn riêng. Đặc biệt là vào buổi tối thì các bạn sẽ được nhìn ngắm những chiếc thuyền chở khách rực rỡ ánh đèn. Thuyền trôi lặng lẽ trên sông đem lại cảm giác bình yên, thư thả. Bên cạnh đó, quán sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích chụp hình sống ảo theo phong cách hoài niệm. Thì các bạn sẽ có ngay những bức ảnh lung linh để làm mới trang cá nhân của mình. Đây các bạn, trước mặt các bạn là view mặt sông của quán cà phê Cuba Sài Gòn. Mình đang ngồi ở tầng trên cùng, cao nhất đây các bạn. Thì ban ngày thì nó hơi nắng các bạn. Nếu mà các bạn có đi thì mình nghĩ là nên đi vào tầm sáng sớm hoặc là vào chiều tối thì nó sẽ mát hơn. Và buổi tối thì mình có thể ngồi đây và ngắm được những chiếc du thuyền chở khách ăn trên sông Sài Gòn. Nhắc đến cái cụm từ Cuba Sài Gòn thì nó rất là nhiều cái giai thoại để kể về những người con gái đẹp của Sài Gòn xưa, những thập niên 80. Và một trong những cái giai thoại đó mà mình muốn kể đến cho các bạn nghe đó là giai thoại của cô Ba Trà. Cô Ba Trà là một người sinh ra và lớn lên tại Cần Đước, Long An. Thì cái tuổi thơ của cô Ba Trà rất là nhiều tuổi nhục và được nói chung là không may mắn lắm các bạn. Thì khi lớn lên vì cái gia đình nghèo khó thì cô Ba Trà đã được gả cho một quan viên người Pháp đã ngồi ngủ tuần. Thì năm mấy là cô Ba Trà được 14 tuổi, đến năm thứ 15 tuổi thì hôn nhân nó tan vỡ. Và sau đó là cô Ba có thêm hai cuộc hôn nhân nữa, nhưng mà cũng kết thúc vào năm 18 tuổi các bạn. Thì với cái vẻ đẹp mà say đắm lòng người của cô Ba Trà thời bấy giờ thì đã khiến bao nhiêu chàng trai hào hoa và có tiền của giới tài thành được săn đón. Đặc biệt là phải kể đến là Hắc Bạch Công Tử thời bấy giờ. Thì thời đấy cô Ba Trà không cần mở lời, chỉ cần nghe Hắc Công Tử tặng món quà gì đó mà có giá trị cho cô Ba thì Bạch Công Tử sẽ tìm và sẽ mua một cái món quà nó giá trị hơn của Hắc Công Tử. Và chính vì cái điều ấy cho nên là lúc bấy giờ là cuộc sống của Ba Trà không thiếu thốn bất kỳ một thứ gì cả. Và vì vậy cho nên là cô nhanh chóng rơi vào con đường đỏ đen và tất cả tài sản đã đi hết. Đấy, cho nên về cuối đời thì cô sống một mình. Đấy các bạn, đó một trong những cái giai thoại về cô Ba Sài Gòn. Và còn nhiều cái giai thoại nữa và nhiều cái cô Ba Sài Gòn nữa. Nhưng mà nói về cô Ba Sài Gòn thì mọi người sẽ liên tưởng và sẽ nghĩ ngay đến cái vẻ đẹp của người con gái những thập niên 80 của Sài Gòn xưa các bạn. Một quán cà phê mang phong cách hoài cổ.
tạm biệt quán cà phê Cô Ba Sài Gòn. Giờ thì mình đi ăn trưa thôi. Có dịp thì nhất định mình sẽ ghé lại nơi này. Đây các bạn, sau khi cà phê ở quán Cô Ba Sài Gòn xong thì mình đi ăn trưa ở quán Cục Gạch. Đây là không gian bên trong quán này các bạn. Rồi quán cà phê Cô Ba Sài Gòn thì điểm ăn trưa mà mình chọn đó chính là quán Cục Gạch, nằm ở số 79 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận Nhất. Thì thiết kế của quán cũng không kém phần hồi cổ và cổ điển so với quán Cô Ba Sài Gòn. Đa phần những cái vật dụng trong quán đều là những vật dụng của những thập niên trước đó các bạn. Một điểm nhấn nữa của quán đó chính là quán mở những cái bài nhạc đỏ và nhạc xưa, nghe tạo cái cảm giác nó quay ngược thời gian. Và bên cạnh đó thì thức ăn rất là ngon, mình dùng thì nó cũng rất là vừa miệng. Tạm biệt các bạn, có lẽ là video cũng dài rồi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn xem nếu mà thấy vui thì nhớ bấm đăng ký và bấm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất nha các bạn.